Năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và tỉnh Sơn Đông Trung Quốc đạt gần 14 tỷ đô la Mỹ, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm khoảng 14% kim ngạch xuất nhập khẩu giữa tỉnh Sơn Đông với ASEAN. Đó là thông tin của Ban tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối giao thương Việt Nam Sơn Đông Trung Quốc do Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương Việt Nam Vietjet phối hợp với Ủy ban xúc tiến thương mại tỉnh Sơn Đông Trung Quốc CCPIT tổ chức. Theo lãnh đạo Cục xúc tiến thương mại, sự kiện này diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh tế thương mại giữa các cửa khẩu Việt Nam-Trung Quốc đã được khôi phục hoàn toàn sau thời gian chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Chương trình giao thương sẽ mở ra cơ hội hợp tác thiết thực, do vậy đã thu hút sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp trong các lĩnh vực nông sản, thực phẩm, thiết bị máy móc, lốp cao su, phụ tùng ô tô, xây dựng, vật liệu xây dựng và các ngành công nghiệp khác. Thông qua chương trình, các doanh nghiệp hai nước đã trực tiếp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi về các vấn đề mình quan tâm, nhu cầu xuất nhập khẩu từng mặt hàng cụ thể, qua đó đã góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam, Sơn Đông, Trung Quốc. Tại hội nghị, đại diện Vietjet và CCPIT đã giới thiệu về các cơ hội hợp tác thương mại giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc. Trong khuôn khổ hội nghị này, cũng đã diễn ra lễ ký kết 7 thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Sơn Đông.